mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy làm tinh dầu xả và dầu xả để xài ở trong nhà. Trước hết, cái vật liệu chính là quý vị cần xả. Xả này mà Thủy đã trồng từ hồi cuối tháng 4 năm nay và thu hoạch vào cuối tháng 10. Thì để đông lạnh và bây giờ thì Thủy lấy ra để làm tinh dầu và dầu để mà xài ở trong nhà. Thay vì xài rượu và nước để làm tinh dầu xả thì Thủy dùng giấm táo. Giấm táo này là Thủy đã làm được mấy tháng nay rồi và đã tới lúc để mà sử dụng. Cái này là 2 lít. Phân lượng xả thì tùy quý vị, nhiều thì tinh dầu ra nhiều hơn và thơm hơn, còn nếu quý vị không có nhiều thì xài một phần xả thì là 2 phần giấm, hoặc giả là 1 phần xả 2 phần tinh dầu 2 phần dầu. Và dầu là dầu ô liu, quý vị có thể thế dầu ô liu bằng dầu dừa cũng được, nhưng mà dầu ô liu thì cái mùi nó nhẹ hơn, cho nên Thủy sẽ xài cái này là 1 lít dầu ô liu và 2 lít giấm táo. Thường thì tinh dầu xả Thủy dùng để thí dụ như là sau khi quý vị gội đầu thì quý vị dùng cái giấm và tinh dầu xả để mà xoa lên tóc. Và còn nước giấm và tinh dầu xả thì Thủy dùng để làm cleanser, có nghĩa là để clean da mặt, để làm sạch da mặt. Sau khi tắm thì Thủy dùng bông gạch bông gòn chấm vào tinh dầu xả giấm, lau sạch mặt, rồi sau đó Thủy sẽ để dầu xả thoa lên cho da dịu lại và mềm. Đó là Thủy xài từ trước tới giờ và Thủy không bao giờ xài những cái thứ mỹ phẩm mà mua ở bên ngoài. Tất cả những cái mà Thủy làm ở trong nhà đều là những cái mà Thủy có và là hữu cơ chứ không có hóa chất. Thì bây giờ thì Thủy sẽ xả này, Thủy sẽ đập dập ra rồi cắt nhỏ. Quý vị cắt càng nhỏ thì là tinh dầu ra càng nhiều hơn và Thủy sẽ đun lên. Với dầu cũng vậy, khi nhiệt độ nóng nó sẽ dễ ra tinh dầu trong nhiệt độ nóng hơn là ngâm lạnh. Thủy có thể ngâm lạnh trong giấm cũng được, nhưng mà cái thời gian để mà cho tinh dầu tiết ra nó lâu hơn là khi quý vị nấu lên. Thủy sẽ nấu lên không phải để cho sôi, nhưng mà vừa đúng độ sôi thì Thủy tắt lửa và để nắp để qua đêm. Thì sau một đêm khi mà cái nước táo, nước giấm táo hoặc là nước dầu đã nguội thì Thủy bắt đầu Thủy lược và lược lại để mà bỏ vào chai lọ và xài mỗi ngày. Mỗi lần mình làm như vậy không có hóa chất, không có cái để bảo quản thì chúng ta nấu lên là những cái vi khuẩn nó cũng đã bị chết rồi, thì chúng ta có thể xài trong vòng 1 năm. Thì trong vòng 1 năm quý vị xài hết hay là trước 1 năm khi nào quý vị xài gần hết là chúng ta làm tiếp một cái khác. Như vậy thì ta vẫn có tiếp tục để mà xài. Xả thì ở Canada thì chỉ trồng được vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, cho nên Thủy để đông lạnh, khi nào cần thì lấy ra sử dụng cho nấu ăn, cũng như bây giờ là xài để làm tinh dầu và dầu xả. Bây giờ thì Thủy xin cắt xả ra. Thủy chỉ đập dập dập thôi rồi cắt nhỏ.
thì Thủy cắt nhỏ như thế này. Quý vị có thể xài lá xả cũng được. Lá xả thì có mùi thơm nhưng mà ít tinh dầu hơn là cái thanh, cho nên Thủy xài cái thanh. Còn lá thì Thủy cũng bỏ đông lạnh nhưng để dành khi nào cần thì mình nấu nước xong. Cắt nhỏ như vậy thì không cần xay ra mà cũng không phải mà đập dập cái cọng lớn. Cắt như vậy là khi mà nấu lên thì tinh dầu sẽ xuất ra rất là nhiều. Xả ở đây thì là rất là mắc, nếu mà phải mua xả để mà làm thì rất là tốn kém, cho nên Thủy tranh thủ vào mùa xuân là trồng xuống một đám, rồi tới mùa thu thu hoạch để đông lạnh và xài suốt mùa đông cho tới vụ mùa năm tới. Trong khi Thủy sắc xả là Thủy đổ giấm vào trong cái nồi để nấu lên. Thủy đã đổ 2 lít chấm vào nồi, bây giờ là Thủy nấu nè. Trong khi chờ đợi nước sôi lên thì Thủy vẫn tiếp tục sắc xả cho dầu. Thủy đây thì chỉ xài cái mà dầu xả là đủ rồi, không có cần kem hay gì hết. Tại vì dầu nó rất là đó, vì dầu làm cái da rất là mịn và mềm. Trước khi đi ngủ quý vị chỉ cần thoa lên mặt là đủ rồi. Cái bình trống và cái chai này Thủy sẽ giữ lại, và khi mà tinh dầu giấm xong thì Thủy để trở lại trong cái bình này, rồi sớm nó ra những cái chai nhỏ để mà mình xài. Cũng như chai dầu, Thủy sẽ sớm ra những cái chai nhỏ nhỏ để mà mình xài. Và tất cả những cái dầu mà có xả rồi đó thì sẽ để trở lại trong cái chai này. Bây giờ là Thủy đã có đủ xả cho tinh dầu giấm rồi đây, nhưng mà Thủy sẽ tiếp tục xắt để cho làm dầu xả. Khi mà quý vị nấu nước giấm hoặc là dầu cho nóng lên thôi chứ không phải sôi, khoảng chừng 80 độ chứ không tới 100 độ, thì quý vị bỏ xả vào để nắp lại, tại vì không cho nó bốc hơi. Để nắp lại xong rồi để cho nguội, để qua đêm hoặc giả là để khoảng chừng 5-10 tiếng đồng hồ. Thì khi đã nguội, quý vị đem ra lượt kỹ để bỏ những cái bã của xả đi và chỉ lấy cái chất nước có tinh dầu trong đó mà thôi. Nếu quý vị không nấu lên, quý vị ngâm ở trong nước giấm hoặc giả là nước rượu với nước để ở trong chỗ mát thì nó sẽ lâu hơn, tinh dầu sẽ ra lâu hơn, tại vì phải chờ đến khoảng 4-8 tuần. Còn cái này khi quý vị nấu lên và để cho nguội và lượt lại thì quý vị có thể dùng liền và không cần phải chờ đợi gì hết. Bây giờ là ở ngoài lạnh lắm rồi và tuyết phủ bên trên, cho nên
những cái gì không thể làm được ở bên ngoài thì bắt đầu làm ở trong nhà. Nước đã bắt đầu nóng thì Thủy bỏ xả vô đây quý vị. Khi mà nước bắt đầu gần sôi lên thì Thủy sẽ dặn lửa vớt xuống để lửa lâm râm khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi Thủy tắt lửa. Như vậy là cái nồi mà giấm tinh dầu xả Thủy đang nấu, giờ Thủy tiếp tục cắt xả cho dầu xả nha. Cũng như là giấm, Thủy đã nấu dầu cho nóng lên. Đây là 1 lít dầu mà Thủy đã đổ vô để nấu. Khi mà dầu đã vừa nóng lên thì Thủy đã bỏ xả vô rồi đây quý vị. Xả đang nấu. Và đợi tới lúc nào mà sắp sửa sôi thì Thủy sẽ đậy nắp lại và dặn lửa xuống riu riu cho nửa tiếng đồng hồ. Sau đó để nguội 5 tiếng đồng hồ hoặc 10 tiếng đồng hồ, hoặc là qua đêm, rồi chúng ta sẽ lượt ra. Thì lúc đó chúng ta có được dầu xả và tinh dầu xả để mà sử dụng. Đây là giấm táo và dầu ô liu đã được Thủy nấu với loại xả để lấy ra tinh dầu. Trong chai dầu ô liu thì quý vị có thể thấy là cái màu hơi đậm hơn, và giấm táo từ màu vàng đã trở thành màu hồng đỏ, rất là thơm mùi xả. Giấm táo thì sau khi gội đầu quý vị có thể xịt lên tóc. Một chút xíu giấm bay mùi đi thì còn lại mùi thơm của xả. Cũng như quý vị dùng bông gòn thấm vào nước giấm táo xả, nước giấm tinh dầu xả để mà lau sạch da trước khi xài tinh dầu xả với lại dầu ô liu để mà làm cho da mềm mại và tươi mát. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Thủy. Nếu quý vị thích những cái video này, xin quý vị ủng hộ Thủy nhé. Bây giờ thì Thủy xin chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.